gắng để lau giọt nước mắt. Khi nhìn xe hoa dẫn em đi ngay trước mặt, bởi anh còn phải làm sao dù rằng biết là lòng đau. Nhưng với em đó là tất cả, thay đổi cuộc đời là bước ngoặt. Thôi thì kệ đâu lắm, dù biết nhiều xót xa, năm tháng rồi cũng qua. Người từng nói thứ nhất mà đã từng nói là tất cả, nhưng cuối cùng cũng vì chữ thương nên đành phải hất ra. Vậy thì người ta có thương em hay không, có sống như bao lâu trong mong. Chẳng biết được nơi đây bao đêm trong cơn say, anh ngập sóng bao cơn bão giông. Ừ thì chắc ở đó có điều em hay mơ, nên em buông tay và bước theo người ấy. Chắc số mình không đủ để giàu sang, để đau đớn mình mang, tại sao phải nhận lấy. Xa. Ngày hôm qua nó trở thành quá khứ, vì ai chia cắt chuyện đôi ta. Không lẽ lúc này mình lại nói lời giá như hả? Em cứ cho hết đi, có đổi lấy được chi?